Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin thưa với quý vị và các bạn, thường ngày thì quay video giới thiệu đài thì quay bằng điện thoại. Nay có một thượng đế bảo sao không mang GoPro ra mà quay. Đây, xin thưa với thượng đế, xin thưa với quý vị, nông dân bán ngô bán khoai thì cũng mua con GoPro để quay, thế nhưng mà lại không phục vụ vào cái vấn đề quay đài. GoPro 12 loại đỉnh của chóp bây giờ, chóp của đỉnh bây giờ, đời mới nhất, mua cái này ở trên Sài Gòn, GoPro với lại phụ kiện nữa vào tầm chục triệu, 10 triệu. Xin tự gợi với cái rằng phải lên ngô, lên nương bẻ ngô về, mà giữ khoai về. Nhưng mà cũng chỉ bán ngô với khoai thôi, chứ còn lúa thóc là không bán. Nhưng nếu mà bán cả thóc nữa thì kéo gãy răng, nghiến răng ken két, nông dân nghiến răng ken két mua con GoPro 12. Đây sách này, con GoPro này thì chủ yếu là để lúc nào đi xe máy, thì để quay. Đây cái địa chỉ mình mua, HT Camera. Đây sách này. À đây, đây là cái giấy quảng cáo. Còn đây, đây mới là con GoPro. Đây. Đấy, GoPro 12 đây. Chủ yếu là để phục vụ lúc nào đi xe máy. Đây. Lúc nào đi xe máy thì quay về cái, tại vì cái này này nó chống rung tốt. Nói chung là điện thoại kể cả các loại iPhone vài chục triệu, nhưng mà quay phim thì cứ phải gọi con GoPro này đúng bằng cụ tổ, vì con này đi xe máy thả ổ gà các thứ, thế nhưng mà về xem lại hình ảnh nó cũng chẳng rung lắc lắc gì cả, xem cứ như kiểu mình đang xem phim. Đấy, GoPro con này hôm mua hôm đầu năm trên Sài Gòn, nhưng mà người bán hàng người ta bảo con này nó còn còn quay được ở dưới nước với độ sâu mình cũng không nhớ rõ nó, thế nhưng mà ví dụ như những người thợ lặn ấy, những người thợ lặn là người ta có thể dùng con GoPro này để xuống đấy người ta quay quay phim. Thế nhưng mà ở cái chỗ mình mua đây cũng chẳng có cái chỗ nào để thử cả, chứ còn bảo dúng vào cái can nước ấy thì đơn giản quá. Đấy, tức là nôm na ngắn gọn lại là cái này nó chống nước rất chi là tốt, chống nước rất chi tốt. Đấy. Đây là cái tay cầm, mua thêm cái tay cầm này. Mua thêm cái tay cầm này cho nó đỡ gì. Nhiều lúc ví dụ mình đi bộ mình quay thì đỡ mỏi tay. Thế còn mình thì mình mua cái đeo đeo ngực. Cái tay cầm này nó lại còn có cái này nhỉ. Đó là ra. Đây. Đấy. Để đây không không chỉnh đây. Đấy. Đấy. Live stream với chủ nhé. Thế nhưng mà con này cái cầm với này nó lưu quay ấy, mình tại vì cái này cái nó toàn tiếng Tây thôi chứ nó không có tiếng Kinh. Thế mà lúc quay video nó chỉ được 1 phút là nó tắt cái màn hình đi, nó tắt cái màn hình đi để nó tiết kiệm pin ấy. Nó không như điện thoại, điện thoại là ví dụ quay như thế này lúc nào cái hình ảnh của nó cũng lên màn hình mình xem được luôn. Thì mình bán đài thì mình quay các chỗ thì mình nhìn thấy nó rõ, chứ có đây cái gì có được lúc là nó được 1 phút là nó tắt cái màn hình đi, mà không biết là có cài đặt lại được để cho nó lúc nào nó cũng sáng không thì không biết, thì vì cái này là toàn tiếng Tây. Thì bây giờ gọi là còn về quay thế xong rồi lấy cái video ở đây ra đưa lên máy tính để chỉnh rồi là đưa lên kênh cũng loay hoay hàng hàng tiếng mới được ấy. Cái này cái độ phân giải của nó cao, đây là cái số mê của nó nặng lắm, nó không như điện thoại, tức là độ nét này, độ nét của nó cao. Thế còn quay mấy ca mình cũng chẳng biết, tại vì cái này nó hiện đại lắm, thì mình mua cái này ở trên Sài Gòn thì cái địa chỉ người ta bán này mình bảo người ta cài đặt sẵn chưa, anh ấy cài đặt sẵn cho tôi, về tôi cứ thế tôi dùng, lúc nào tôi quay phim thì tôi quay thôi. Đấy. Đây. Đây còn những cái phụ kiện này để chả dùng đến, cứ để đây. Đây, em mua thêm cái ổ sạc. Sạc này phải mua riêng, sạc hai pin.
Đấy. Đây pin dự phòng này. Cục pin này, nguyên cục pin này 700.000. 700.000 cục pin này. GoPro. Đấy, sắc cũng chả dùng gì đến. Đấy, sạc đây. Đấy. Thì người ta cài đặt sẵn cho bây giờ, ví dụ bây giờ mình ấn lên nhá. Bây giờ cho nó khởi động nhá. À, ấn nút nguồn lên này. Đấy, này, chạy giấy này. Đấy. Bây giờ mà muốn quay phim thì chỉ có ấn có mỗi cái nút bên trên này. Này, ấn mỗi nút bên trên này là nó quay phim ngay. Đấy, này, chọn chế độ gì này. Đấy. Cái này nó gì đó. Đấy, nó cảm ứng. Cái màn hình này nó cảm ứng. Đấy, photo là máy ảnh. Đấy, video là quay trở về đâu quay video. Cái này là ui. Ui, cái này nhiều nhiều thôi. Lại xoay đi xoay lại mai lại mà quay video lại 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 không được thì hỏng. Đấy, cái này toàn tiếng Tây. Đấy, pin gần 30 mấy phần trăm, 39% này. Đấy. Thì cái này ví dụ như những anh bạn trẻ mà anh ấy biết tiếng Tây thì anh sử dụng thì nó mượt mà hơn. Nhưng mà con GoPro này mình mua ở cái người ta bán, người ta tư vấn chưa nha. Thứ nhất là con này nó là mới nhất, không còn con nào mới hơn cả. Tại thời điểm này là chưa có GoPro 13, 14. Đấy, GoPro Hero 12 là mới nhất rồi. Tắt nó đi. Đấy, tắt rồi đấy. Đấy. Nên mình để được khoảng tầm vài phút ấy, vài phút mà mình không dùng, khoảng tầm 4 5 phút mà không dùng cũng tự nó tắt nguồn luôn, để nó tiết kiệm pin, để nó tiết kiệm pin. Nha, những anh bạn trẻ mà anh ấy biết tiếng Tây, anh ấy mua con này thì nó còn nhiều tính năng khác anh ấy khám phá, nhưng mà mình thì chịu. Nó toàn tiếng Tây, nó kể cho nó tiếng Kinh thì nó dễ. Nhưng tiếng Tây thì người ta cài đặt sẵn cho cái độ nét các thứ cũng vậy. Cứ thế mà quay thôi, cứ thế mà quay thôi. Đấy, thế còn cái này thông thường mình đi mình quay mình vẫn dùng cái micro của cái này luôn. Đấy, thì mình mua cái đeo ở trước ngực ấy, đeo ở trước ngực thì nói để vẫn bắt được. Thế còn hôm đấy mà kể ra mà có thóc nữa ấy, thì mua cái mic không dây. Mic không dây thì nó rõ chuẩn, để nó giảm tạp âm ở đường đi. Thế nhưng mà thôi, đang quay video bằng điện thoại, đi xe máy quay bằng điện thoại về xem hình nó nhảy nó rung lắc tứ tung lên. Giờ chuyển sang quay video bằng con GoPro 12 này, cảm thấy nó sung sướng, cái cuộc đời là mãn nguyện lắm. Thôi cũng cũng chẳng cần thiết đến cái gọi là cái micro không dây. Thế còn những người ta quay video, người ta làm YouTube các thứ thì người ta phải đầu tư micro có không dây loại loại tốt rồi, thì cái đấy thì không nói rồi nha. Đấy. Nói quay lại để coi như thế là thượng đế xem, chứ không này nhiều khi lại sợ thượng đế hiểu nhầm rồi. Bữa hôm trước đăng cái câu pro lên này, bảo theo ông này ông ấy mượn ở đâu, như 10 triệu ông nông dân này chắc là ông mượn. Đây hóa đơn có tên lão nông chi điền Khang Audio. Cái hóa đơn bỏ đâu rồi nhá, cái hóa đơn thanh thanh toán tiền bỏ đâu rồi. Đây có cả cái thẻ nhớ ấy. Đấy. Thẻ mình mua hai thẻ. Thẻ mua hai thẻ. À, biết đâu có khi cái thẻ nó tịt thì lại cần có cái mà thay sơ cua, nhà sơ cua. Nhưng mà quay phim đi đi xe máy quay phim thích lắm. Về xem mà thích lắm. Thôi thế dừng video đây để đi ngủ thôi. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.